lấy tim ta đấy. Nay phù phàng xa vắng đẹp luôn thôi thì cuộc tình đâu. Xin chào mọi người, hôm nay là mình có mấy cái sản phẩm này, tuần này mình rất là bận bởi vì là lấy rất là nhiều hàng cho anh em ấy. Ngoài cái việc là công việc ở công ty của mình riêng ra thì mình nhận ship hàng về Việt Nam cho anh em, thì hôm nay tuần này khá là bận bởi vì là nhiều việc ấy, việc của công ty cũng nhiều mà việc anh em nhờ mua hàng thì cũng nhiều ấy, mình còn nhỏ cái loa một tí. Đấy. Anh em nào đang xem video ấn like video giúp mình nhé, like video và có thể bình luận để hỏi cái gì thì bình luận bên dưới giúp mình, hoặc là nhắn tin vào số Zalo, nhắn tin vào số Zalo cho mình. Đấy, ở đây có rất là nhiều laptop này, laptop cho mọi người nhé, laptop đây, made in Tokyo đúng không ạ, Nhật Bản đấy mọi người. Đấy, Lenovo máy tính ở bên Nhật này thì tất cả Windows đều được có bản quyền hết mọi người nhé, tức là được mua đấy, mua bằng tiền đấy mọi người nhé, chứ không phải là vớ vẩn kiểu như dùng ở Việt Nam mình là cứ bẻ khóa các thứ trong một thời gian là virus nó đầy ra. Ở bên Nhật thì mọi thứ nó đều phải có bản quyền. Đây có một con đầu đĩa, cái này cũng của anh Cường ở Đà Nẵng này. Đấy, đĩa nhựa, đĩa than đúng không ạ? Con này là made in Japan đấy mọi người nhé, Micro này, DD2625 mã đúng không? Mấy con này cực kỳ hay luôn, hôm mình test ở cửa hàng rồi. Con này là made in Japan đấy mọi người nhé. Cái đầu này rất là quan trọng này, cái đầu nó đọc đĩa này này, cái đầu kiểu cái đầu gọi là đầu đọc cực kỳ quan trọng luôn. Đấy, nó rất là đẹp luôn mọi người nhé. Còn đây cái loạt đồng hồ này là của một bạn ở đâu nhỉ, Vĩnh Phúc à, mình quên mất rồi, Vĩnh Phúc hay gì, toàn đồng hồ nữ thôi, mười mấy con nhỉ, 14 con luôn, 14 con đồng hồ nữ. Còn đây là âm ly của mình nhé, âm ly BMB của mình, để thử con loa này, thử cặp loa này đúng không? Đấy. Đây là anh ấy cũng nhờ mình mua mỹ phẩm về cho vợ anh ấy, mà rất là chiều vợ luôn. Rất là chiều vợ nhưng mà rất là ok đúng không ạ? Bây giờ mỹ phẩm thì về vẫn chưa đủ cho nên mình chưa gửi về được. Còn đây là một cái âm ly đúng không ạ? Mình thực sự là ưng cái đầu đĩa này đúng không ạ? Cặp loa này. Đấy thì anh em nào mà đang xem video thì ấn like video giúp mình. Ấn like video giúp mình vì like nó sẽ là tạo ra tương tác ấy giữa chúng ta đúng không ạ? Và sẽ tạo ra, ví dụ mình có video mới thì mọi người sẽ nhìn thấy ngay. Cặp loa Pioneer NH3 đúng không? NH3. Cái này là của một anh tên anh Cường ở Đà Nẵng đấy mọi người nhá. Đấy, cực kỳ đẹp luôn đấy. Con này nó rất là nặng, nó bằng gỗ luôn. Thùng gỗ nặng tầm khoảng 28 cân khi mà mình chưa đóng thùng nhá. Đấy. Mọi người có thể nghe chất lượng cực kỳ luôn. Con này là công suất 160W đấy mọi người nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Khá là đẹp đúng không? Con này được trưng bày ở phòng khách, phòng ngủ đều rất là đẹp đúng không mọi người? Đấy thì mọi người đang xem video này ấn like video giúp mình với nhá. Like video này rồi là đăng ký kênh nhá. Thì mình nhận gửi về Việt Nam tất cả các loại máy tính này, rồi các thiết bị audio, rồi là đồng hồ các kiểu nhá mọi người nhá. Đồng hồ này, rồi bật cửa Zippo đúng không? Đấy, mọi người cứ nghe thử xem, nghe âm nó rất là hay đúng không? Đầy đủ các âm luôn. Con này thì mình nghĩ là không cần phải trầm hay là gì hết vì nó đầy đủ tất cả trong cái tích hợp hết ở trong cái loa này rồi, chỉ cần một cái âm ly với cả cái loa này là nghe là hết đầy đủ đúng không ạ? Đầy đủ các âm luôn. Đây là mình để cái mức âm thanh rất là bình thường bởi vì bây giờ đang là buổi tối ở Nhật đấy, thì nghe thì mình nghe to thì nó ảnh hưởng đến hàng xóm ấy. Thank you.
đến đây thì anh em nào mà chưa biết kết bạn bằng Zalo cho mình ấy, thì có thể nhìn cái số điện thoại trên màn hình này, sau đó là ấn vào cái chọn Nhật Bản này, sau đó là chọn số điện thoại của mình vào là được, đúng không? Bởi vì rất là nhiều anh em nhắn cho mình nhưng mà không biết kết bạn Zalo kiểu gì cả. Đấy, nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà cũng anh em để ý một tí là kết bạn được ngay, đúng không? Đây là có laptop, có 1, 2, 3, 4, 5, đúng không? Đây là cái iPad, đúng không? Cho mọi người nhìn ở đằng sau. Giờ tim tôi đang băng thành đá. Ví dụ một laptop ấy, thì có những con laptop ấy thì được cửa hàng nó sẽ tặng cho chuột này các thứ, nhưng mà có những con laptop thì không được tặng đâu mọi người. Nếu mà mua laptop ở bên Nhật ấy thì cái Win này, cái Windows ấy, nó là cái bản bản quyền nhé mọi người nhé, cho nên là rất là yên tâm, chứ không phải mua ở Việt Nam mình là cái bản Win ấy. Cái bản Win là bản kiểu crack ấy, tức là được kiểu bị nhắc trộm cái bản quyền thôi, thì dùng một thời gian là nó sẽ bị kiểu virus rồi các thứ ấy. Còn bên Nhật thì chắc chắn là sẽ không lo cái chuyện đấy nhá. Mọi người dùng Win, mọi người cài lại vẫn cứ nguyên cái, nó sẽ nhận diện cái máy của mình này. Đấy, xong rồi vẫn nguyên cái cây ở bên này, ở bên Nhật này. Đấy, bản quyền là hoàn toàn luôn, nên là rất là yên tâm. Nên là cái giá mọi người không phải suy nghĩ gì cả, đúng không? Cái giá ở máy tính ở bên này rồi về cái chất lượng thì không phải suy nghĩ gì đâu, tôi nghĩ là như thế. Con này màn hình nhỏ này mọi người, màn hình nhỏ. Cho mọi người xem phía sau nhé, phía sau cái loa Pioneer. Tình đời khi trắng khi đen, cười vui mới đó nhưng giờ tâm trọng hề quen. Lắm thì người thương. Đây mọi người có thể nhìn thấy, đây là phía sau nhé. Cái logo nó ghi rõ là Made in Japan này, SLH3 đúng không ạ? Đấy. Hai cái đầu loa vào rất là chắc chắn bằng đồng này, rất là xịn sò đúng không? Con này công suất của nó là 160W, trở kháng là 6 ohm, đúng không? Bên này cũng như vậy luôn. Đấy. Rất là ngon đúng không? Gọi là ngon, xịn sò luôn đúng không? Còn mặt trước cho mọi người nhìn nhé. Người chiếm lấy tim ta, nơi phù phàng xa vắng. Đẹp luôn. Thôi thì cuộc tình đâu, chiều nay ta bơ vơ trên cát dài hoang vắng. Xót thương cho cuộc tình ta, nhìn sóng vỡ miên man, thương cho đời cây đó. Người ơi.